Dạ, em chào anh Mạnh. Em thấy anh quảng cáo đi Úc lương tháng gần 120 triệu. Xin chào mọi người, thì tôi tiếp tục tuyển đợt 2 của visa 400, visa tay nghề cao, đó là hàn xì, sơn ô tô, bếp Âu và là sơn tường. Đấy, phải sơn, các bạn phải có kinh nghiệm 3 đến 5 năm chứ không phải là thợ chính. Phải là thợ chính của các bạn, thì các bạn cứ apply hồ sơ cho tôi nhé. Cái quá trình nộp hồ sơ thì không phải đóng tiền nhiều, tôi chỉ cọc giữ chỗ cho các bạn thôi. Đấy, còn là không phát sinh hồ sơ gì, khi các bạn có visa các bạn phải đóng hết tiền. Lương thì cũng thu nhập cũng từ 80 đến 120 triệu một tháng. Sau 6 tháng các bạn về, các bạn lại về Việt Nam một tháng, các bạn lại quay lại. Các bạn lại quay lại và chủ sẽ phỏng vấn trực tiếp, không yêu cầu tay nghề, không yêu cầu tiếng. Đi không cần tiếng cần đồ gì hết, vậy cho em hỏi thử qua đó rồi nó training rồi sao anh? Em thấy anh đứng trước mấy thằng Tây, mấy thằng mà Úc nó nói anh cũng phải cần có thông dịch viên sao mà biết cái gì mà làm anh. Em đang phân vân quá, em đang lo lắng quá, người nhà của em đang muốn tìm hiểu tới anh, nghiên cứu làm sao có công ăn chuyện làm ở bên đó cho nó đàng hoàng. Thì không biết là coi giúp em vé nghe anh. Dạ, rồi cái thứ hai nữa là sao lại cái diện gì mà đi 6 tháng về là đi sao anh nhỉ? Hay là mình đi du lịch rồi mình qua đó mình làm xong rồi mình ở lại làm nó sao anh? Nha. Chắc là đi du lịch anh nhỉ? Rồi đi du lịch xong rồi mình ở lại đúng không? Rồi xong xong rồi bay qua bay lại cho em hỏi là nếu mà 6 tháng vậy là làm được 720, chi phí ăn ở bên đó rồi cái tiền đi là bao nhiêu anh ha? Em thấy anh quảng cáo là hết mấy chục ngàn, vậy thì cho em hỏi là đi 6 tháng đi về như vậy thì có đủ lời hay lỗ anh nhỉ? Dạ, anh cho em hỏi cái để em quan tâm cho người nhà của em. Vâng, em xin cảm ơn anh. Hy vọng là được anh nghe video này và trả lời cho em. Vâng, em xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại. Bye bye.